chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 5 đã sẵn sàng quay trở lại. Hãy cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nhà đấu giá số 2, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhà đấu giá số 3, nghệ sĩ Mỹ Hùng. Nhà đấu giá số 4, nghệ sĩ Hồng Đào. Nhà đấu giá số 5, ca sĩ Quang Hà. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 5. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Sàn Chiến Giọng Hát sau bao nhiêu thời gian chờ đợi thì ngày hôm nay đã chính thức quay trở lại với mùa thứ 5. Thưa quý vị, đây tiếp tục sẽ là một sân chơi âm nhạc, nơi tỏa sáng của những ai dành tình yêu rất lớn cho âm nhạc. Và trong chương trình này, quý vị sẽ được thưởng thức những phiên đấu giá rất kịch tính của các nghệ sĩ khách mời trong ban đấu giá. Ngay bây giờ hãy cùng Khanh gặp gỡ với ban đấu giá trong tập 1. Khanh xin chào các anh chị ạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay có sự quay trở lại của nghệ sĩ Hồng Đào. Một nhà đấu giá đã xuất hiện từ mùa thứ nhất. Và ngày hôm nay có một nhà đấu giá lần đầu tiên đến với Sàn Chiến Giọng Hát. Xin được giới thiệu anh Lý Hùng. Và ngày hôm nay câu hỏi đầu tiên Khanh muốn dành cho anh Hùng trước. Bởi vì anh là một người lần đầu tiên tham gia chương trình này, cho nên Khanh muốn nghe cái cảm nhận đầu tiên của anh khi ngồi vào chiếc ghế đó. Trước hết là hôm nay Lý Hùng rất là vui khi được chương trình mời ngồi tại đây để làm nhà đấu giá. Lý Hùng xem chương trình này cũng nhiều mùa rồi. Khi mà nhận được lời mời đây, Lý Hùng không từ chối. Lý Hùng nhận lời ngay và Lý Hùng sẵn sàng sẽ cùng với bốn bạn ở đây, chúng ta làm sao có chương trình cái mùa năm này, một cái số này thật là vui và tạo nhiều ấn tượng. Cảm ơn Lý Hùng rất nhiều. Và tiếp theo Khanh muốn nghe chia sẻ của chị Hồng Đào. Bẵng đi một thời gian quá lâu luôn, tại sao tới bây giờ chị mới quay trở lại ạ? Thì mình đâu có nghĩ là có thể một thời gian quá lâu như thế. Tại vì tất cả mọi người đều biết là Hồng Đào tham gia mùa 1, tức là mình là đời đầu. Thì sau đó thì rất nhiều cái vật đổi sau dời, cho đến tới mùa 5 thì Hồng Đào mới có cơ hội trở lại. Cho nên khi hồi nãy đó, tức là Lý Hùng rất là vui khi được góp mặt cùng với ban đấu giá. Nhưng riêng Hồng Đào vừa vui mà vừa cảm động nữa. Tại vì khi nghe nhạc nổi lên rồi tất cả những âm thanh ánh sáng, giọng của tất cả mọi người, là mình nhớ hồi cái mùa 1 5 năm trước đó chị, nửa thập kỷ đó chị. Dạ, nửa thập kỷ 5 năm trước thì nó rất nhiều những kỷ niệm. Ngoài chuyện vui, Hồng Đào rất là cảm động khi mình được trở lại với lại Sàn Chiến Giọng Hát. Và bên cạnh chị Hồng Đào và anh Lý Hùng thì chúng ta có 3 nhà đấu giá cố định trong mùa này. Đó chính là chị Hồng Vân, anh Kim Tử Long và anh Quang Hà. Khánh mời chị Vân chia sẻ. Bây giờ mình có ý kiến về nha, trong cái mùa này á, mình đối xử với nhau hết sức là văn minh lịch lãm nha. Tôi rất muốn biết cái cảm giác của cái nhà đấu giá mới tinh của mùa năm là xuyên suốt ngồi đồng hành với tụi tôi. Ngày trước em khách mời là em tạt vô, em mang một luồng gió mới, năng lượng khỏe mạnh đúng không? Em quất một cái là em được thí sinh ngon lành. Yeah. Đúng không? Mùa này em dài giặc giống như anh chị nè, đúng không? Thật ra thì với Sàn Chiến Giọng Hát nhé, là chúng ta đấu giá được người nào là chúng ta may mắn được người đấy. Nhưng nếu may mắn hơn là chúng ta sẽ đấu giá được cái người mà có giọng hát hay nhất thì mới được giải. Chứ còn thật ra là đứng ở trong bốn cái micro kia thì không thể để biết là bạn nào ở ô nào và người nào sẽ là người hát hay nhất. Chúng ta cứ quyết liệt để giành được một cái người đấu giá thì đã là may mắn rồi. Trước tiên là tôi xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn đài VTV đã tạo cơ hội cho tôi và Hồng Vân ngồi tới mùa năm như thế này. Tôi hy vọng rằng với một cái chương trình như thế này, với một cái sự kết hợp không phải là riêng tôi và Hồng Vân mà còn cả một tập thể của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát sẽ đem lại rất là nhiều cái ấn tượng cho mùa năm này nữa. Và Long cũng chúc cho chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa năm này sẽ thành công rực rỡ. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long ạ. Cảm ơn ban đấu giá, nhưng cũng không quên cảm ơn quý vị khán giả theo dõi tại trường quay đã đồng hành cùng với chúng tôi suốt một chặng đường
Và Khanh hy vọng rằng sàn chiến giọng hát mùa thứ 5 và những mùa tiếp theo sau nữa, nếu như chúng tôi có cơ hội quay trở lại thì vẫn sẽ là một cái nơi mà quý vị tin tưởng và cảm thấy đây là một không gian âm nhạc mà quý vị yêu thích vào mỗi cuối tuần để chúng ta có thể đón xem cùng với gia đình. Và bây giờ hãy cùng Khanh bắt đầu mùa thứ 5 của sàn chiến giọng hát. Tập sàn chiến giọng hát hôm nay cũng rất là đặc biệt. Chúng tôi xem đó là một món quà để dành cho tất cả quý vị. Hãy cùng Khanh theo dõi những điều bất ngờ trong đêm nay. Ngay bây giờ. Múa. Thôi là hết anh đi đường anh. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ ngày sầu dẫm nát tim côi. Vì sao trời đánh mất duyên em, lỡ làm cùng người em thương, lỡ làm cùng người em yêu. Dạ, không biết là các nhà đấu giá đang ấn tượng với vị trí nào, nhưng mà ngay bây giờ Khanh muốn mở ngay 4 chiếc micro này để xem gương mặt của các người chơi ngày hôm nay ạ. Hãy cùng Khanh mở vị trí số 1. Wow. Vị trí số 2. Đó. Cái này coi là bà hay ông nè. Hãy cùng Khanh mở vị trí số 3. Chí số 4 ạ. Thưa quý vị, đây là 4 người chơi của tập sàn chiến giọng hát lần này. Và nhìn những chiếc mặt nạ mà họ đang đeo, họ là nghệ sĩ. Và họ đến đây để mong muốn gửi cái tiếng hát của mình như là một món quà dành tặng cho tất cả chúng ta. Và đây là tập đặc biệt của sàn chiến giọng hát mùa thứ 5. Wow. Bây giờ các nhà đấu giá giúp Khanh lựa chọn ra vị trí đầu tiên. Khanh mời chị Hồng Đào. Trời ơi, chị sao Hồng trước. Mà không Hồng Vân đi. Hồng Vân đi. Trời, Hồng Đào với Hồng Vân luôn là một mà. Hai chị có thể hội ý. Team cùng team mà. Bây giờ chị sẽ chọn thẳng trước mặt chị. Chị chọn số 2. Chúng ta tìm hiểu về vị trí số 2. Xin mời anh chia sẻ về dữ kiện thứ nhất. Xe đạp. Xe đạp. Dữ kiện thứ hai của anh là bị liệt. Bị liệt à. Dạ, xin mời ban đấu giá chúng ta bắt đầu phân tích về hai dữ kiện này. Xe đạp thì chị nghĩ là... Ủa sao cái giọng kỳ vậy? Không, thì là nói theo số 2 nè. Sao nói xe đạp? Chị nghĩ là bạn này có thể là làm xiếc xe đạp. Nghệ sĩ xiếc á? Nghệ sĩ xiếc. Trong một bữa nào đó bạn bị accident đó, thì bạn té xuống. Và cuối cùng bị liệt. Tại vì bị gãy giò thì liệt khoảng chừng một tháng. Nhưng mà trong lúc mà làm xiếc xe đạp thì đã cũng có giọng hát rồi. Cho nên mình sẽ thử giọng hát coi như thế nào, hiểu không? Và hôm nay là bạn muốn tới để tặng cho tất cả mọi người một món quà. Dạ, yeah, đó là kịch bản của chị Hồng Đào. Thế còn Lý Hùng anh nghĩ gì ạ? À, bạn này xuất thân á, nghĩ là rất đam mê nghệ thuật. Mà gia đình khó khăn lắm. Phải đi học xe đạp một ngày, đi học trường nghệ thuật gì á. À, đó là phương tiện bạn. À, phương tiện á, đạp đi đạp lại. Bạn phấn đấu, rất là chịu khó ha. Xe đạp thì Lý Hùng nói có phần đúng á, còn liệt. Liệt là một cái yếu tố mà có thể liên quan đến gia đình. Người thân của bạn một thời gian là bị liệt, mà bạn là cái người trực tiếp chăm sóc. Và cả một cái khoảng thời gian đó là bạn phải bỏ rất nhiều những cái cơ hội để lo cho cái chữ liệt đó. Đó, cái cảm nhận của tôi là như vậy, tôi không biết có đúng hay không. Dạ, yeah. Thưa quý vị, và bây giờ video giá thứ nhất bắt đầu.
Phiên đấu giá thứ nhất 90 giây. Tuy nhiên nếu như không ai đưa ra số tiền cao hơn thì Khanh sẽ chốt trước 90 giây. Và số tiền khởi điểm là 500.000 đồng. Mỗi lần tăng chúng ta cũng chỉ được phép tăng thêm 500.000 đồng. Phiên đấu giá thứ nhất. Bắt đầu. 500. 1 triệu. 1 triệu rưỡi. 2 triệu. Chưa 2 triệu rưỡi. 3 triệu. 3 triệu rưỡi. 4 triệu. Chị Hồng Đào 4 triệu. 4 rưỡi. 5 triệu. Long 5 triệu. 5 triệu rưỡi. Anh Hòa 5 rưỡi. 6 triệu. 6 triệu rưỡi. Anh Hòa 6 rưỡi rồi. 7 triệu. 7 triệu rưỡi. Anh Lý Hùng 7 rưỡi. 8 triệu. Chị Hồng Vân 8 triệu. 8 triệu rưỡi. 9 triệu. Anh Hà 9 triệu. 9 triệu rưỡi. 10 triệu. 10 triệu rưỡi. 10 triệu. 11 triệu. Anh Hà 11 rồi. 11 triệu rưỡi. 12 triệu. Anh Hà 12. 12 triệu rưỡi. 13 triệu. 13 triệu rưỡi. 14 triệu. 13 rưỡi à. 14 là anh Quang Hà luôn. 14 triệu rưỡi. 15 triệu. Chị Hồng Vân 15. Thêm đi à. 15 rưỡi. 16 triệu. 16 triệu rưỡi. 17 triệu. Anh Hà 17. 17 rưỡi. 18 triệu. 18 rưỡi. 19 triệu. 19 triệu rưỡi. Anh Long 19 rưỡi. 20. Chị Hồng Vân 20. 20 triệu rưỡi. 21 triệu. 21 triệu rưỡi. 21 triệu rưỡi rồi chị Đào ơi. Hả? Bên đây 21 rưỡi rồi. 22 triệu. 22 triệu rưỡi. 22 rưỡi luôn rồi. Cái gì? 23 triệu. 23 triệu rưỡi. 23 rưỡi luôn. 24 triệu. 24 triệu rưỡi. 25 triệu. 25 triệu rưỡi. 26 triệu. Chị Hồng Vân 26. 26 triệu rưỡi. 27 triệu. 27 triệu rưỡi. Từ từ nhé, từ từ. 27 rưỡi rồi. Anh Long 27 rưỡi rồi. 27 rưỡi lần 1. 27 rưỡi lần 2. 27 rưỡi lần 3. 28 rồi. Chị Đào 28 trước. Không, chị Đào nói trước. Đào chưa có nói con số ra. Đào nói là 28 trước lần 3. Đào 28 mà. Đào nói rồi. Đề nghị. Dạ Khánh nghĩ không cần phải đề nghị đâu. Tôi đề nghị là máy quay lại đi. Anh Long. Không có anh em gì đây. Máy móc là phải rõ ràng. Anh Long. Tôi đề nghị cho coi lại thước phim vừa rồi. 27 rưỡi lần 2. 28. 27 rưỡi lần 3. 28 thôi. Kết quả của phiên đấu giá thứ nhất. Số tiền hợp lệ là 27.500.000 đồng. Chúc mừng anh Kim Tử Long. Chúc mừng anh Kim Tử Long. Anh đang sở hữu giọng hát của người chơi ở vị trí số 2. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần biểu diễn đó. Xin mời. Dốc hết tình này ta trả nợ người. Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì đời tình xa. Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau. Biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết cho người. Trả luôn mắt môi nụ cười. Trả sống đời còn hư không. Này gió, gió bay về trời. Này hoa sẽ rơi về cội. Còn ta đùa nào cho ta. Trả nợ người. Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì đợi tình xa.
trắng bạc màu vì nhờ yêu nhau. Nào biết ngày sau cha nợ tình nhau. Cha hết cho người, cha luôn mắt môi nụ cười, cha sống đời con hư không. Này gió gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Còn như cơ này gió gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Trả nợ tình xa với tiếng hát của nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng. Minh Dũng xin gửi lời chào anh chị và tất cả quý vị ở trường quay đây nha. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Chào quý vị khán giả truyền hình luôn nha. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ nói về hai dữ kiện trước. Dữ kiện đầu tiên. Dữ kiện đầu tiên là chiếc xe đạp. Thì... ngày xưa thiệt là xưa, Minh Dũng đi học quá thì chỉ là đi bộ thôi. Đi bộ, đi học hoài, đi hoài, hoài. Ngày nào cũng đi học bằng đi bộ hết trơn á, không có phải bằng xe đạp. Xong rồi má mới thấy tội, má mới mua từng cái bánh xe. Rồi xong mà mua cái sườn xe, mua từng cái yên gì đó ráp lại thành một chiếc xe đạp. Sau đó để cho Dũng đi học. Lúc đó là ba của Minh Dũng á, là ba ở nhà hay nhậu xỉn đồ. Rồi xong rồi ba cũng đi biệt tâm biệt tích mấy năm rồi ba mới về. Rồi ba mượn cái chiếc xe đạp. Ba nói á, là để cho ba đi công việc. Chừng buổi chiều ba về ba trả. Rồi xong hai ngày luôn không thấy ba về. Rồi ba lấy chiếc xe đạp ba đi luôn. Rồi má mới nói ủa sao chiếc xe đạp đâu, không thấy chiếc xe đạp. Rồi mới nói là ba lấy đi rồi. Ba lấy đi rồi, giờ chắc ba đi luôn rồi quá ba không trả. Rồi cuối cùng thiệt ba không trả thiệt luôn. Cho tới lớn luôn á, là lúc nào ở trong nhà cũng có một chiếc xe đạp hết trơn á. Đó là kỷ niệm của em. Dữ kiện xe đạp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dữ kiện thứ hai. Bị liệt. Bị liệt cũng liên quan tới ba. Chị Dân. Tự nhiên chị Dân hiểu mình, cái tự nhiên cái mình xúc động. Thực sự là lúc đó là ba bị liệt. Ba đi ta bà thế giới, xong rồi ba về ba bị liệt. Lúc đó thì Dũng thì không có kiểu mà không có chấp nhận cái chuyện đó. Tại vì ba nào giờ ba không có nuôi mình, mà giờ tự nhiên ba về ba bị liệt. Vậy cái tự nhiên cái mình phải chăm, mình không có cam tâm. Nhưng mà cuối cùng là mình cũng phải chăm ba. Rồi xong rồi cái, thì cái chuyện này em có kể cho chị Vân. Chị Vân là một cái người mà coi như là em hay tâm sự với chị Vân lắm. Những cái gì mà em muốn nói hay cái gì đó em trải lòng với chị Vân hết. Rồi chị Vân là tập một cái vở kịch Chuyện Chung Cư, chị nhớ không? Thì cái vở đó nó chỉ là một cái gạch đầu dòng thôi, là chung cư đó có một ông già bị liệt. Thì chị Vân chị mới sực nhớ tới là Minh Dũng có thể thể hiện cái vai đó. Tại vì sau cái thời gian mà Dũng chăm sóc ba đó, tất cả những cái hành động, những cái động tác, những cái cử chỉ, những cái méo miệng, những cái như thế nào đó là Dũng nắm bắt được hết. Và Dũng nghĩ rằng là chắc có lẽ là ba không có trả lại cái chiếc xe đạp, nhưng ba trả lại cho Dũng một cái vai diễn mà để cho khán giả người ta nhớ tới Dũng. Cảm ơn chị. Thực ra là hôm nay chương trình làm một cái điều rất là bất ngờ. Không bao giờ tôi nghĩ là sẽ có Minh Dũng ở chương trình này đâu. Bởi vì là biết là Dũng ca được, nhưng mà không bao giờ nghĩ là Dũng sẽ tham gia những cái chương trình của ca nhạc.
thực sự là như vậy. Rồi tới lúc mà Dũng chỉ cần đưa dữ kiện ra là chị biết liền đó là Dũng, bởi vì cái thời gian mà Ba Liệt á, nó là một cái thời gian gần như là thanh xuân của Dũng luôn á. Đó cho nên là biết ngay đó là Minh Dũng. Và ngày hôm nay thực sự nha, Dũng làm chị bất ngờ, tại vì trời ơi, hát ngon lành nha, mãn miếng đồ đâu đó, ghê thiệt. Mà là ngay cả hóa trang là tôi biết chắc idea cũng này là của Dũng. Đúng, chị nói xong thì em mới nói là trời ơi sao chị Vân chị hiểu mình quá vậy. Em cảm ơn chị đã hiểu em, cảm ơn chị. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Lý Hùng. Tôi thì có ý kiến là về hoàn cảnh của bạn thì cũng mới biết thôi, mà thực sự thì cũng chia sẻ về vấn đề gia đình. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó đã qua rồi. Mà tôi sướng nhất hôm nay gặp bạn. Bạn làm tôi đã lắm, nghệ sĩ phải vậy. Nghệ sĩ ra diễn hết mình sân khấu, không phải thi. Chúng ta làm sao cho một cái cuộc mình không phải là ca sĩ đâu. Thật sự mình biết bí giọng của bạn ca sĩ. Bạn ca rất là trải hết lòng. Thậm chí bạn diễn, bạn đem tới những cái động tác của bạn cho khán giả xem rất là bắt mắt. Cả cả tôi, tất cả 5 người đấu giá trên đây ngồi sướng lắm. Thì không biết gì hơn, nhưng mà đó là cái máu nghệ sĩ trong bạn tuyệt vời lắm. Muốn làm thì làm, phải sống hết mình như vậy thì chúng ta mới sẽ tỏa sáng được. Chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn Lý Hùng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long. Nè, sở hữu tiếng hát của anh Trịnh Minh Dũng. Tôi sở hữu một giọng hát mà đầy quyền lực. Trời ơi, em hát như Phương Thanh. Em diễn như Siêu Black. Ôi là trời ơi. Minh Dũng cũng đã có làm việc với anh ở trên sân khấu cải lương rồi. Dạ. Chứ không phải bên kịch không nha. Dạ. Và ngày hôm nay cũng vậy, đến với sàn chiến giọng hát, câu chuyện của Dũng và tâm hồn của Dũng sẽ lấy số điểm cao của khán giả, long mong là như vậy. Cảm ơn các nhà đấu giá. Và quý vị ơi, hãy bình chọn cho tiếng hát của nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng. Xin mời. Yeah. 95 điểm là có cà phê. Vui ghê. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trước khi chúng ta biết kết quả, xin mời quý vị dễ lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Và trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng. Và ngay bây giờ Khanh sẽ mở phong bì. Chúc mừng anh Trịnh Minh Dũng, và Khanh hy vọng rằng số điểm này sẽ giúp anh có mặt ở vòng cuối cùng của chương trình đêm nay. Bây giờ hãy cùng nhau đến với phiên đấu giá thứ hai. Và bây giờ Khanh mời anh Lý Hùng sẽ chọn giúp Khanh một trong ba vị trí còn lại. Anh chọn bạn nữ số 1. Chúng ta cùng tìm hiểu về cô gái vị trí số 1. Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe về hai dữ kiện của người nghệ sĩ bí ẩn này. Dữ kiện đầu tiên là phép thuật. Phép thuật. Dữ kiện thứ hai, vụt tắt. Vụt tắt. Chị nghĩ bạn này là bên điện ảnh nè. Phép thuật thì chắc là bạn có tham gia cái hồi lúc nhỏ bạn có tham gia trong cái phim gia đình phép thuật hay không? Tại vì nếu mà bạn tham gia thì đó là một cái dấu ấn đầu tiên trong một trong những bộ phim truyền hình làm nghệ thuật của bạn. Vụt tắt là đôi lúc thì bạn cũng nhìn lại những cái gì mình muốn quá mà không đúng khả năng mình, làm ra ý tưởng bị vụt tắt, làm đôi lúc phải ngừng lại những cái gì mình mơ tưởng quá mức. Đó là theo Lý Hùng nhận định. Nhưng mà Khanh nghĩ rằng thôi bây giờ chúng ta sẽ đấu giá, sau đó sẽ biết về hai dữ kiện này, quý vị đồng ý không ạ? Phiên đấu giá thứ hai bắt đầu. Thưa quý vị, phiên đấu giá thứ hai, chúng tôi có thời gian là 60 giây và số tiền khởi điểm là 1 triệu đồng. Và mỗi lần tăng, các nhà đấu giá chỉ được phép tăng thêm 1 triệu. Phiên đấu giá này vẫn có thể kết thúc trước 60 giây. Tất cả sẵn sàng. Phiên đấu giá thứ hai bắt đầu. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu. Anh qua 7 triệu rồi. 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, thì ông có 12, 13 rồi, 14 triệu, 15 triệu, anh Hà 15, 16 triệu, 17 triệu, anh Hà 17, 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu, anh Lý Hồng 20, 21, 22, 23 triệu, 24, 25, 26, 27 triệu, chị Hồng Đào 27, 28,
28 rồi, anh có 29. 29. 29. 29 rồi. Chúc. Chúc mừng chị Hồng Đào 30 triệu. Vậy đã sở hữu được tiếng hát của nghệ sĩ ở vị trí số 1. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần trình diễn của nghệ sĩ này. Xin mời. Nghe bao năm đã nhạt nhòa những dấu yêu xưa, nhạt nhòa những giấc mơ em, nhạt nhòa những phút bên nhau. Nghe bao năm đường đời cho tôi biết bao đắng cay và cho tôi bao nhớ thương thời gian yên vui khi bé thơ bên nhau. Mọi người rất nhiều và cảm ơn tất cả các bạn khán giả. Thưa quý vị, và đó là ca khúc Dòng Thời Gian. Xin giới thiệu nghệ sĩ Ye Ye Nhật Hạ. Nhật Hạ. Trời, chị Đào ơi, chị may mắn quá. Chị Đào ơi, chị may mắn lắm đó. Em xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình. Chào anh Quang Hà, em chào chị Hồng Đào, em chào anh Lý Hùng. Con chào cô Hồng Vân. Chào con, chào con. Em chào anh Kim Tủ Lo. Dạ, và xin chào tất cả các bạn khán giả ở trường quay hồi nãy đã ủng hộ tinh thần cho Hạ. Cảm ơn rất nhiều ạ.
Thưa quý vị, thật ra đây là một người bạn diễn trong bộ phim mới nhất của Khanh. Và bộ phim này cũng của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Trong phim tụi em không có đóng vai gì thân lắm đâu, chỉ đóng hai vợ chồng thôi. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về hai dữ kiện trước. Xin mời Hạ. Dạ, như dữ kiện phép thuật hồi nãy là cô Vân nghe cái là biết liền, cô Vân đoán được luôn. Dạ đúng, đó là bộ phim, hai bộ phim đầu tiên mà em tham gia. Khi mà em lần đầu chạm ngõ điện ảnh và bước chân vào lĩnh vực này luôn ở tuổi thiếu nhi là một là Mùi Ngò Gai, là cũng là cái bài hát hồi nãy em lựa chọn để thể hiện. Và bộ phim thứ hai là bộ phim Gia Đình Phép Thuật. Thì cũng rất là may mắn, hai bộ phim đều được rất là đông đảo khán giả truyền hình thời ấy đón nhận. Và đặc biệt là vai Dê Dê cũng là cái tên mà em lấy như ngày hôm nay khi một cái nghệ danh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về dữ kiện thứ hai của Dê Dê Nhật Hà. Dạ, khi mà em quay trở lại cái nghề này sau 5 năm em không có hoạt động gì hết kể từ sau Gia Đình Phép Thuật, thì thay vì lựa chọn làm cái việc mình đã giỏi từ nhỏ thì em lại chuyển hướng và đặt ra MV ca nhạc. Dạ. Và cái MV đầu tiên đó thì nó, em cứ nghĩ là khi mình quay lại và mình ra MV thì nó sẽ làm cho người khác bất ngờ, có cái gì đó nó lạ hơn ban đầu. Em cứ mãi cũng có mơ mộng một tí xíu và cũng có hơi một chút tự tin về những cái thứ mà mình đã đạt được. Thì khi mà em ra cái MV đấy thì em flop dập mặt. Flop dập mặt. Dạ đúng rồi. Cho nên là kiểu nó vụt tắt lúc đó luôn. Và cũng rất may mắn thì cũng vì cái MV đầu tay đấy, cũng có rất là nhiều anh chị trong nghề biết em đã đi làm lại rồi và mời em tham gia phim. Nên là sau đó em lại càng khẳng định nữa là mình chỉ nên làm diễn viên thôi ạ. Dạ, rất là dễ thương hai dữ kiện của Dê Dê Nhật Hà. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các phản hồi của các nhà đấu giá. Đầu tiên Khanh mời anh Quang Hà. Chào em. Em chào anh. Anh khá là bất ngờ và ngạc nhiên với giọng hát của em. Giọng hát rất là nội lực và rất là tình cảm. Không, anh không nghĩ rằng là một diễn viên mà lại có một cái quãng giọng nó khủng đến như vậy. Và ngày hôm nay xin được cảm ơn em đã đến với sàn chơi giọng hát. Dạ, em cảm ơn anh Hà rất nhiều. Và hôm nay thì anh cũng hơi tiếc con cái là chúc mừng cho Hồng Đào. Là anh là chọn em mà anh đấu giá không kịp, chỉ thua Hồng Đào 1 triệu thôi. Thôi chúc mừng bạn nha. Là một người đẹp mà người cao quá hay. Quá hay, quá đẹp đúng không? Dạ, mặc đồ trắng giống Hùng đúng không? Nhưng mà thuộc về đồ nâu đúng không? Em chỉ đứng nói chuyện thôi mà chị cuốn hút, chị há hốc mồm ra và chị muốn nghe hoài, và cả nói hoài nói hoài, bởi vì những câu chuyện quá thông minh, những lời thoại, những lời đối đáp quá thông minh, quá duyên dáng trên một cái nhân dáng quá xinh đẹp như thế này. Yeah. Cô Vân chỉ muốn chúc con á là con sẽ định hướng cái sự nghiệp cũng như là cái cuộc sống của mình một cách thật là nghiêm túc và sâu sắc. Con hiểu ý cô không? Và con sẽ phải là một người nghệ sĩ đa năng, tại vì con có đủ tất cả những cái chất liệu, dữ liệu để con làm được cái điều đó. Con hiểu không? Em cũng hy vọng là ngày hôm nay em đã phần nào đó mang lại những cảm xúc rất là vui vẻ cho tất cả các anh chị, cô chú, khách mời cũng như là khán giả ở đây, khán giả truyền hình. Dạ. Cảm ơn Dê Dê Nhật Hà. Quý vị khán giả ơi, chúng ta bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của nghệ sĩ Dê Dê Nhật Hà đi ạ. Xin mời. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Và như Khanh đã chia sẻ rồi, ngày hôm nay là một sân chơi âm nhạc và là một tập rất đặc biệt, nơi mà các nghệ sĩ đến đây muốn dành tặng tiếng hát của mình. Tuy nhiên chương trình vẫn giữ một cái luật, đó chính là quyền trả hoặc là giữ lại giọng hát. Đây là phiên đấu giá thứ hai, cho nên ngay bây giờ chúng ta sẽ biết quyết định của chị Hồng Đào, bởi vì chị đang sở hữu tiếng hát của Dê Dê Nhật Hà với số tiền đấu giá là 30 triệu đồng. Và ngay thời điểm này chị có quyền giữ lại hoặc là gửi trả cho chương trình. Những cái cô gái như thế này, xinh đẹp mà thông minh mà nhanh nhẹn như thế này thì mình phải ôm chặt vào lòng chứ, tại sao mà lại có cái chuyện trả lại đúng không? Cho nên không trả. Không trả. Dạ, vì chị Hồng Đào không trả cho nên chúng ta sẽ nghe quyết định của anh Kim Tử Long với tiếng hát của nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng. Đến với sàn chiến giọng hát, mình không thể nào mình dùng cái tình cảm mình nói chuyện được. Xin lỗi. Không trả.
Như vậy thì hai nhà đấu giá đã quyết định rồi. Khanh sẽ mở phong bì để xem JJ Nhật Hà nhận được bao nhiêu điểm. Số điểm anh Dũng đang nhận được là 93. Số điểm của JJ Nhật Hà là 예. Thưa quý vị, như vậy thì nghệ sĩ JJ Nhật Hà sẽ tiếp tục với sàn chiến giọng hát. Cảm ơn nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng đã dành thời gian để đến với sàn chiến giọng hát. Thưa quý vị, hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá thứ 3. Dạ, bây giờ còn hai vị trí số 3 và số 4. Khanh mời chị Hồng Vân lựa chọn một trong hai. Số 4 màu tím. Chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ sĩ ở vị trí số 4. Xin mời chia sẻ về dự kiện thứ nhất. Kỳ luật. Dự kiện thứ hai là ấp ủ. Đây là một người làm việc có kỷ luật, rất kỷ luật. Tức là bạn đã không nhận cái gì thì thôi, mà bạn nhận rồi á thì yên tâm đi về vấn rất đề là kỷ luật giờ giấc, về vấn đề hoàn thành xong những cái công việc mà bạn đã nhận. À, có nghĩa là kỷ luật trong công việc. Đúng rồi. Bạn ấp ủ là một cái dự án cho riêng bạn ấy, về một là phim ảnh, hai là về ca nhạc, ba là về đạo diễn, bốn là có thể phim, làm diễn. Làm phim hay là lớn hơn nữa sẽ là đạo diễn nữa. Dạ, Khanh nghĩ là đã đủ thông tin rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá thứ 3. Thưa quý vị, bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá giọng hát thứ 3. Với thời lượng tổng cộng là 30 giây, số tiền khởi điểm là 2 triệu. Mỗi lần tăng, chúng ta được phép tăng thêm 2 triệu. Phiên đấu giá thứ 3 bắt đầu. 2 triệu, 4 triệu, 6 triệu, 8 triệu, 10 triệu, 12 triệu, 14, 16 triệu, 18 triệu, 20 triệu, 22. Chị Hồng Vân đang 22 rồi. 24 triệu, 26 triệu, anh Quang Hà 26, 28 triệu, 30, 30 triệu. Quang Hà, Quang Hà, Quang Hà. Trời ơi. Hà ơi, em ôi quá ơi, rồi. Là em là vào rồi mà. Em ơi, em bây giờ là em là thành cáo già rồi. Thiệt luôn. Anh Quang Hà đã nắm rõ đường đi nước bước của chương trình, cho nên chuyện anh ấy chiến thắng cho một phiên đấu giá là một chuyện hết sức bình thường. Bình thường. Có mình tôi là hơi thiệt thòi. Dạ, có anh Lý Hùng là hơi mới thôi. Thôi bây giờ mình để dành tiền cho phiên đấu giá cuối cùng nha anh Lý Hùng. Trước hết, chúc mừng anh Quang Hà một lần nữa, anh đã sở hữu được tiếng hát của nghệ sĩ ở vị trí số 4. Và bây giờ chúng ta sẽ xem phần trình diễn này. Cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bụi sao vàng ngàn ngát hương đưa, giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay. Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm vương mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm vương mãi bước người đi. Hay quá. Thank you.
cuối phố. Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bừa sau nhà ngàn ngã thương đưa. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay cô bé ngập sang nhà hàng xóm. Bên đây có người ngày mai ra trận, bên đây có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm vương mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm vương mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm vương mãi bước người đi. Ca khúc Hương Thầm và nghệ sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng. Dạ, lần đầu tiên cho phép Bá Thắng gửi lời chào trân trọng đến tất cả các bạn đang có mặt ở trong phim trường cũng như là quý khán giả đang theo dõi chương trình. Cho Thắng gửi lời chào đến ban đấu giá. Yeah. Thanh chào anh Thắng, và bây giờ anh sẽ chia sẻ về hai dữ kiện lúc nãy mà mọi người đoán già đoán non đó anh. Dạ. Ở dữ kiện đầu tiên là dữ kiện kỷ luật. Tại vì thật sự ra là Ba Thắng là làm cho quân đội, nên thì từ nhỏ đến lớn thì là được rèn cái luyện cái đúng giờ, đúng giấc, đúng tất cả mọi thứ. Mình đã hoạch định là một cái gì đó đó là mình phải làm cho bằng được. Thắng cảm thấy đó là một cái để mà Thắng phấn đấu, không có ỷ lại vào những cái gì mình đang có. Và Thắng đã học tập theo ba của mình, theo cái tính kỷ luật đó. Và ấp ủ thì Thắng đã học xong cái đạo diễn sân khấu rồi. Thật sự là mọi người cũng đều biết Thắng là vừa diễn xuất vừa âm nhạc, nên Thắng vẫn ấp ủ trong mình một cái nhạc kịch. Và hy vọng sắp tới đây Thắng sẽ có một cái vở nhạc kịch mang hơi hướng, hơi dân ca một tí xíu. Hy vọng là được nhà sản xuất Hồng Vân tài trợ, cũng như là anh Kim Tử Long góp mặt. Anh đồng ý không anh? Nếu như em dàn dựng anh có góp mặt không ạ? Trời đất ơi, sẵn sàng thôi em ơi. Nhưng mà tiền lương là chị Hồng Vân trả nha. Lương không cần lấy lương đâu. I love you. Chị Hồng Vân phải đồng ý liền. Em gà cho chị được rồi đó. Thì hy vọng là chị em mình sẽ bắt kịp được với cái xu thế mới. Dạ. Yeah. Tôi không có lạ gì với Nguyễn Lê Bá Thắng hết trơn á. Anh này là một cái người nghệ sĩ mà rất là đa tài. Bây giờ ấp ủ thêm một cái chuyện mà ca nhạc kịch nữa thì quá trời quá đất luôn rồi. Nhưng mà hôm nay anh rất khen em. Và cái bài hát này nó mang cái âm hưởng khi mà em ca đó, có một cái chút xíu gì nhã, như nhã chữ như chị Bảo Yến, nó có chút xíu Huế trong đó. Vì vậy cho nên là hôm nay em làm anh bất ngờ vô cùng. Anh không nghĩ rằng em hát cái bài này hay như vậy. Hôm nay chắc chắn với cái giọng hát của em và với cái cách trình bày của em ngày hôm nay, anh chắc chắn rằng em sẽ chiếm trọn cảm tình của khán giả trong buổi tối ngày hôm nay. Quá hay, yeah. Quá. Cảm ơn chị Tiểu Long. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét của anh Quang Hà. Anh Quang Hà đang sở hữu tiếng hát của anh Nguyễn Lê Bá Thắng. Cảm ơn Bạch Công Khanh. Cảm ơn những lời chia sẻ của tất cả các anh chị. Thật ra thì đây là một người bạn của em. Cách đây 20 năm, lúc đó là em bắt đầu chân ướt chân ráo vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, thì bạn Bá Thắng này cũng bắt đầu lập nghiệp con đường ca hát. Và bọn em có rất nhiều những cái dịp là đi chụp hình bìa với nhau này,
rồi cà phê này, rồi thu âm, rồi quay hình luôn với nhau. Thường thường ngày trước là em nghe Thắng hát là nhạc trẻ. Thế và ngày hôm nay rất là bất ngờ, bởi vì Thắng mang đến cho sản xuất giọng hát một cái tiết mục mà nó hay tuyệt vời luôn, nó làm đắm chìm trái tim của tất cả những người nghe. Và đứng ở trên này cầm cái này là chỉ muốn là xuống là hát cùng với bạn thôi. Và ngày hôm nay còn chúc mừng bạn thêm một lần nữa, đó là sắp tới sẽ làm một cái công việc mới, đó là đạo diễn. Và hy vọng rằng tất cả những cái dự án đó, những cái bạn mà ấp ủ đó, bạn sẽ thành công trong thời gian tới. Cảm ơn Hà rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho giọng hát của nghệ sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng. Xin mời. Vậy trên tay của Khanh đã có số điểm của anh Nguyễn Lê Bá Thắng, nhưng mà đây là phiên đấu giá thứ ba, cho nên bây giờ chúng ta sẽ nghe quyết định của các nhà đấu giá. Với giọng hát này anh sẽ trả hay là giữ lại? Tôi ngắn gọn này, hồi hộp quá này. Trời, anh hồi hộp quá Hà ơi. Thì đủ hết mình, không trả. Không trả. Chúng ta sẽ nghe quyết định của chị Hồng Đào với tiếng hát của Dê Dê Nhật Hà. Ôi Đào ơi, trời tôi mệt quá đà. Quang Hà đã nói rồi, chúng ta nói chơi là chơi hết mình mà, cho nên là không trả. Ôi Long ơi, trời ơi. Cảm ơn quý vị. Dê Dê Nhật Hà đang nhận được 94 điểm. Và bây giờ chúng ta cùng xem anh Nguyễn Lê Bá Thắng nhận được bao nhiêu điểm. 96 điểm. Yeah, 96 điểm. Trời ơi, chắc kỳ này tôi về tôi đổi qua tôi coi số quá. Trời ơi, 96 điểm. Chúc mừng anh Nguyễn Lê Bá Thắng sẽ tiếp tục với sàn chiến giọng hát đêm nay. Và chúng ta sẽ tạm chia tay với nghệ sĩ Dây Dây Nhật Hạ tại đây, và lát cuối chương trình mình sẽ gặp lại. Ngay bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá cuối cùng. Và chỉ còn một nghệ sĩ vị trí số 3 nữa thôi, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về hai dữ kiện của nghệ sĩ này. Xin mời. Và Khanh xin mời anh tiết lộ dữ kiện thứ nhất. Con ngoan. Dữ kiện thứ hai của anh là chuyện tình mùa thu. Anh Lý Hùng ơi, anh đang nghĩ gì đấy? À, anh có ý kiến là con ngoan nghe cái anh cảm thấy trái tim anh hơi xúc động tí. Là giống Hùng đúng không? Đúng rồi. Quá ngoan luôn. Lúc nào cũng thương mẹ, thương ba. Thì con ngoan đó, nó thể hiện là cái tình cảm. Là chắc anh nghĩ cái giọng nói em á, em cố tình sửa không được đâu. Em cũng một người rất là tình cảm, ngọt ngào giọng nói. Thì bạn này rất có hiếu. Liệu thứ hai á là chuyện tình mùa thu. Chuyện tình mùa thu là con ngoan đưa ba mẹ ra miền Hà Nội chơi. Ở Hà Nội có mùa thu. Thì ra đó phải lòng một cô gái miền Bắc, nên mới có cái niệm là chuyện tình mùa thu. À, hay có người yêu ở Hà Nội. Ý anh nghĩ là như vậy đúng không? Đúng rồi. Cái chuyện tình mùa thu thì có thể là với cái bộ phim chuyện tình mùa thu đó thì mới tạo cho bạn cái cảm hứng dẫn dắt bạn để mà bạn quyết định là bạn sẽ theo điện ảnh. Quá trời gật gù luôn, giống như là chị Vân nói câu nào là đúng câu đó. Nhưng mà bạn này là chị nghĩ là diễn viên hả? Diễn viên chị. Khanh nghĩ là bây giờ đấu giá được rồi. Phiên đấu giá thứ tư bắt đầu. Đồng ý luôn. Thưa quý vị, phiên đấu giá cuối cùng, thời gian là 15 giây. Số tiền khởi điểm là 3 triệu. Mỗi lần tăng chúng ta được phép tăng thêm 3 triệu. Phiên đấu giá thứ tư bắt đầu. 3 triệu. 6 triệu. 9 triệu. 12 triệu. 15 triệu. 18 triệu. 21 triệu. Chị Hồng Vân 21. 27 triệu. 24 mới được. 24 triệu. 24. 30 triệu. Chưa được. 24 đang hợp lệ rồi. Chưa. 24 lần 1. 24 lần 27. 30 triệu. Chưa. Thưa quý vị, kết quả là chúc mừng anh Lý Hùng. 54 triệu. Anh Lý Hùng
Anh đã sở hữu được giọng hát của nghệ sĩ ở vị trí số 3. Và bây giờ chúng ta sẽ xem phần trình diễn của nghệ sĩ này. Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy, tình đã mù trong sương khói theo cơn gió lùa tạ tới. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ, một đêm nào em bỡ ngỡ buông tay ngậm ngùi xót xa. Cho nhau bao nhiêu dấu bên cuộc đời này, nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ sâu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy khiến hao gầy phù hết xuân xanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngàn, xin tạ lòng người tình ta không thế thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chính kiếp người, lòng đau phù nhau thêm nữa khi mai không còn có. Mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ, một đêm nào em bơ ngỡ buông tay ngậm ngùi xót xa. Dấu bên cuộc đời này, nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ sâu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy khiến hao gầy phù hết xuân xanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngàn, xin tạ lòng người tình ta không thế thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chính kiếp người, lòng đau phù nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau. Đời vui không mấy, đau đã chính kiếp người, lòng đau phù nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Một Mai Em Đi. Xin giới thiệu nghệ sĩ Trọng Nhân. Yeah. Xin chào anh Trọng Nhân.
Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi đến 5 vị đấu giá lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chào khán giả tại trường quay và khán giả đang xem đài. Em tên là Trọng Nhân, nghề nghiệp của em là diễn viên. Thật sự là không, anh nhận không ra em. Em đã đóng phim với anh rồi. Anh đóng với ba em mà anh không nhớ rồi. Em Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Trọng Nhân chia sẻ về hai dữ kiện. Dữ kiện đầu tiên. Dữ kiện đầu tiên là con ngoan. Là mẹ của em là người kêu em thi vô trường sân khấu điện ảnh. Lúc đầu em thích là thích thi nhạc viện, tại vì em thích hát. Nhưng mà sau đó thì mẹ nói thôi thi vô diễn viên đi. Thì em cũng nghe lời mẹ, em thi vô trường cao đẳng sân khấu điện ảnh. Và em được đậu là lớp cô giáo dạy em là cô Trần Yến Chi. À dạ, cô Yến Chi. Dạ cô Yến Chi. Cho nên là em rất là biết ơn cô đã cho em một cái nghề và dạy cho em là sống tốt với nghề và có tâm với nghề. Là em là con ngoan của mẹ. Em nghe lời mẹ. Đúng không? Đúng không? Vậy là Hùng nói đúng. Đúng à. Đó là dự kiện đầu tiên. Thế còn dự kiện thứ hai ạ? Dự kiện thứ hai là Chuyện Tình Mùa Thu. Đây là một phim do em đóng. Và đó là phim em đóng mà cũng là rất là thành công về thời điểm đó, rất là hot. May mắn là em cũng viết được nhạc. Và cái nhạc phim chính, chủ đề chính của phim chính là Chuyện Tình Mùa Thu, là em viết. Em viết nhạc phim đó. Giỏi quá vậy ta. Bây giờ mình sẽ chia sẻ về về tiết mục vừa rồi đi. Phần tỏa sáng vừa rồi của anh Trọng Nhân. Lần đầu tiên tại sân khấu này, chương trình này, anh Lý Hùng nghe em hát, em ca không thua ca sĩ, giọng trầm rất hay, rất truyền cảm. Hôm nay thấy bốn giọng ca này mình mới thấy là nghệ sĩ nhiều người hát hay dễ sợ luôn. Nghệ sĩ rất là đa năng, đúng không? Những cái thế hệ trẻ Nhân sau này. Với Nhật Hạ giống nhau ở cái là diễn viên hát. Nhưng mà nếu như mà hai bạn này mà chú tâm vào vấn đề làm ca sĩ thì hoàn toàn các bạn có thể là những người ca sĩ chuyên nghiệp. Rất là chúc mừng Nhân ngày hôm nay, thì sau cái số này phát ra đó thì chắc chắn là khán giả của Nhân sẽ bị bất ngờ. Và như thế thì cái lượng fan hâm mộ dành cho bạn sẽ nhiều hơn rất nhiều, và cái tình cảm sẽ nhiều hơn nữa. Em cảm ơn chị. Nghệ sĩ Trọng Nhân trước đã, rồi sau đó chúng ta mới tính đến kết quả ngày hôm nay như thế nào. Xin mời quý vị like Trọng Nhân nha các bạn. Thưa quý vị, vào thời điểm này thì anh Quang Hà, anh đang sở hữu giọng hát của nghệ sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng với số tiền đấu giá là 30 triệu đồng. Và anh Nguyễn Lê Bá Thắng đang nhận được 96 điểm là lượt bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay. Và bên cạnh đó thì anh Lý Hùng cũng đang sở hữu giọng hát của nghệ sĩ Trọng Nhân với 30 triệu. Nghĩa là trong đêm nay nếu như anh Trọng Nhân hoặc là anh Nguyễn Lê Bá Thắng, người nào giành chiến thắng thì cũng sẽ mang về 30 triệu. Wow! Số điểm dành cho nghệ sĩ Trọng Nhân là... Và đã từng có những trường hợp hai người chơi ở vòng cuối có cùng số điểm. Ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay? Chín mươi lăm điểm. Như vậy có nghĩa là giọng hát giành chiến thắng ngày hôm nay thuộc về nghệ sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng. Chúc mừng anh. Như Khanh anh nói, anh có 30 triệu đồng mang về. Và cảm ơn nghệ sĩ Trọng Nhân cũng như là các nghệ sĩ ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình. Ngay bây giờ hãy cùng Khanh gặp lại với Giang Nhật Hạ, anh Trịnh Minh Dũng, anh Trọng Nhân và anh Nguyễn Lê Bá Thắng trên sân khấu, và họ sẽ thể hiện lại ca khúc đầu tiên. Thôi là hết anh đi đường anh, tình sự mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ nay sầu dẫm nát tim côi, vì sao trời đánh mất duyên em, lỡ làm cùng người em thương, lỡ làm cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu đừng oan trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng quên thì thương nhớ không về trong đêm nay.
liền chăn gối bên người không quen biết. Trong tim em có thấy nghe cô đơn, tại em không nói hay tại anh không biết mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, người phương trời kết sống bơ vơ. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi đã khép lại tập 1 của sàn chiến giọng hát đêm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau 20 giờ thứ bảy trên kênh VTV3, sàn chiến giọng hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Xin chào.